Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với tập tiếp theo của series Far Cry 3. Thì đây là cây súng mình mới mua đây, mới trang bị luôn. Đó. Nhìn khá là đẹp hay các bạn, không biết bắn như thế nào. Thì hôm nay hành trình chúng ta hôm nay là chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ chính nha các bạn. Chúng ta sẽ tới một cái nơi kia để gặp anh Búc để coi nó nói chuyện gì với chúng ta. Mình sẽ bắt đầu mạch chuyện chính. Để coi cái thằng đó nó hướng nào. Hôm nay mình làm wow, ở đây dạo ghê các bạn ơi. Rất là nhiều hòm đồ luôn. Định mệnh. Nhưng mà mình lấy chắc không lấy hết đâu. Tại chứ không có đủ các bạn. Với cái ví tiền của mình cũng sắp đầy rồi. Không lấy hết. Cái đó chắc có lẽ là đợi chừng nào mà thiếu thiếu tiền mình chạy lại đó mình lấy. Vậy sẽ chuẩn hơn. Ở đây có di vật. Gần đây thôi. Có lá xanh nè. Mình ghé lại mình lấy mấy cái lá cái nghe các bạn. Ồ, ở đây có hòm nữa. Khu vực này có 3 hòm luôn. Định mở cái ghế này. Được. Đây, trái sake. Mình tạm gọi nó cái cây này là cái trái sake đi. Nhìn rất là giống ha. Đó. Đầy con mẹ nó luôn rồi. What the fuck. Thôi đi tiếp. Chúng ta phải chăm chỉ làm nhiệm vụ chính để còn kết thúc game nữa chứ. Giờ này tập 15 rồi mà còn chưa làm được cái gì hết trơn nè. Chưa làm đâu tới đâu hết. Đó. Đây là một cái trại gì đây. Có đường ray xe lửa nữa nè. Cái này là cái mỏ nè các bạn. Chắc ăn luôn. Mỏ này khai thác cái gì đây. Sao nhiều hòm thế. Có thùng đạn ở đây nữa. Đó, ông này nhìn giang hồ bãi. Mày là thằng khốn nạn. Mày đã mất thời gian để đến được đây đúng không. Đó, ông này nói chuyện sốc thiệt. Ông có xăm hình một con hươu và con nai gì trước ngực ông đó các bạn. No, we got a little history lesson for you. Listen up. Remember Xing He with his treasure ships out trying to collect riches for the Mings? Remember him? Yes, Mr. Buxer, of course I remember. Answer that like that, right? When I ask you a question, answer me back, all right? Well, fucking Xing He, he's got this captain called Lin Kong. And Lin Kong goes fucking AWOL with his ship's hold at the Chengyang full of Barclays, right? And he settles right here, enslaves all the locals, but Xing He, ooh, fucking Xing He sinks his little empire in just a few years. What do you think happened to the treasure? Very good question, young Jay's very astute. Well, the treasure, nobody knows where it is. It's not on the boat anymore. Hmm? And Lin Kong, that fucker's nowhere to be found. Treasure hunters have been after that crap ever since. Even the bloody chaps tore the island apart looking for it, but nobody knows where it is. So best not to all chase. Hmm? Chin up. Ok, ông kêu mình đi đâu đây? Đu, ông kêu mình đi vô trong sâu trong cái hầm mỏ. Ghê quá. Ở đây có lẽ là hầm mỏ bảo quan gì đó. Đu, đi xuống dưới lòng đất luôn kìa. I'm in a cave and waiting to happen. Ok. Có chuyện gì ở dưới đây đây? Hình như có tụi áo đỏ thì phải. Hình như bọn áo đỏ có xuất hiện ở đây nữa nè. Thấy cái bóng thằng nào kìa. Rồi đúng có mẹ nó rồi. Cho mẹ ăn cây cung mới được. Bỏ hàng xuống. Mày trả mũi tên lại cho tao. Anh da đen này nguy hiểm lắm nè. Anh này nè, cầm cái chai mà chai chai rượu lửa các bạn, bơm xăng á, nguy hiểm lắm. Một thằng. Sao mình phái xài cái cung quá. Hai thằng. Ba thằng.
Máu là gì còn luôn. Ba đứa ba mũi tên. Mình không có mắc công mà lục soát người ở đâu làm biến lắm. Oh shit. Trong đó cũng có ba đứa. Ô, cái này chở bom nè. Mấy trái bom trong đây nè các bạn. Tụi này chơi trò gì nguy hiểm vậy. Lên đây. Headshot nha con. Đây cái súng tôi mới ra. Được cái này được rồi đó, diệt rồi đó. Trời ơi bắn chuẩn vãi. Cái này bắn gần như không giật luôn. Sướng nha, cái này bắn phê à. Trời ơi. Bắn sướng tay lắm các bạn cái này á. Đó, lục người đã kiếm thêm ít đạn. Đó, RPG đây. Còn cái súng trường này quá tốt rồi. Lúc nào mình cũng đem theo người hết trơn á. Cái súng mình đang cầm ấy. 10 đô. 3 đô. Nó tụi này nghèo ghê luôn. Lục mấy cái hòm này. Có tụi nó có súng nhắm. Oh. Có mấy thằng sniper. Tức là súng nhắm đấy. Hai thằng luôn. Ê bên kia nó thấy kìa. Nó biết rồi, nó biết rồi. Chơi luôn anh em ơi. Lấy mũi tên nổ ra. Bành xác. Mũi tên là bắn hay lắm. Headshot luôn trời. Tụi mày nấp cái gì. Ô, tụi nó còn người. À. Làm sao để leo lên? Oh no 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 no. Thằng đó là thằng áo giáp. Thằng đó nguy hiểm lắm. Thằng đó các bạn phải dùng lửa trị nó thôi. Nguy hiểm chưa? Cho mày chết cháy nè. Tùm. Không trúng nữa. Yeah. Hay quá, kho đạn. Áo giáp. Ok. Ở đây có mấy cái hòm nè. Súng gì đây? À, súng đó có rồi. Chúng ta phải lục soát như mấy hàng này nè. Mấy hàng áo giáp có nhiều tiền lắm. Vượt qua trại của cướp biển và băng qua cây cầu. Cho tụi mày ăn quả này coi.
xuất hiện coi. Chết hai thằng các bạn ơi. Nó sẽ chết cháy. Rồi rồi cháy rồi. Đây là cái gì đây? À, chúng ta sẽ đặt cái gì? Cái la bàn hồi mấy tập trước mình kiếm được á. Thì ra đây là cái chìa khóa để mở cái cổng này. Rồi có con gì nè, con rồng Komodo. Con này nguy hiểm à. Hai mũi nè. Ba mũi nè. Chúng độc mày này hay quá, không nhặt được đồ nữa. Yeah, this isn't creepy. Rồi chúng ta sẽ vào căn phòng bí mật. Có cái gì ở đây đây? Dead end. Oh. Kéo. Uê. Cái gì vậy? Mấy cánh cửa đã mở ra nè. Về thế. Lên đây thứ hai có gì không? Có mấy cái hòm. Ui, dưới tối hù vậy. Ghê quá. Làm sao dám leo xuống đây. Đi qua đây đi. Dưới tối ghê vãi. Chúng ta đang đi tìm kho báu gì đó. Ê. Bậy. Bậy bạn ơi. Con này dai vãi. Bắn 3 mũi tên luôn mới chết. Cái loài động vật khốn nạn gì thế. Ghê quá các bạn ơi. Đây là một cái hang núi gì đó. Ghê lắm. Ow. Khám phá vật thẩm. Ok. Đụng độ thêm một con nữa. Có tiếng gắn nữa. Con gắn nè. Chết nha con. Con gắn. Chết. Ở đây là nó thờ cúng cái gì vậy ta? Con rùa. Đây lại là một cái kiểu như cái thang máy nữa. Thang máy thời cổ đại. Ồ, oh, ở dưới này có cái chùa nè, cái ngôi đền gì nè. Trời ơi, Tú ở đây mà cũng có xây dựng gì nữa. Vê. Rồi, sập rồi, sập rồi. Sập xuống rồi, ai da. Ao. Chuyện này là hết đường lên luôn rồi.
Ok, chúng ta sẽ tiếp tục. À, bị gắn cắn nữa. Chúng ta đang tiến tới phòng chứa kho báu nha các bạn. Ow. Trời ơi, kho kìa. Các bạn thấy không? Mấy trăm năm không có người tới. Oh shit. Không có người nhưng mà lửa vẫn cháy. Là cái logic gì vậy? Tại sao lại có lửa cháy ở đây? Ê! Chết nè. À, chúng ta lấy cái gì đây? Wow. Một phần của cái la bàn. Chỉ là một phần thôi. Ê, cháy rồi. Chạy thôi. Bắt cua liền. Chúng ta sẽ... Oh. Cháy rồi các bạn ơi, cháy hết rồi. À. Cái chuông. Chạy thôi anh em ơi. Tới lúc chỗ Tài bắt cua rồi đó. Hey, dude. Bắt cua đi, bắt cua đi. Đã gớt kìa, ghê quá. Hey. Hey. Té chết à. Yeah, chúng ta đã tìm được ra ngoài rồi. Vậy là ra ngoài rồi đó hả? You put a tracker on. Yeah. Well, you're my favorite pupil. Hey, stay away from me. Are you calling the shots now? Is that what you're doing? Hector. Apparently I'm no longer calling the shots, so dismantle everything and the keys open from there, cut the chip. Wait. Hold on. What's that, mate? You're calling the shots. Hector. Good news. Apparently I'm back in charge. Yes, don't get Keith. No. So, any close to finding me knife yet? I'm almost there, I think. Almost there, sir. What, are you serious? All right, almost there, sir. Go on, put the compass piece in. Oh, chúng ta đang gáp lại. I'll start off then, shall I? Keep safe. Gáp vô cái la bàn các bạn. Yeah, hoàn thành. Đâu có lối đi bí mật gì đâu. Bị bịt tay, bịt kính này. Đây là đâu vậy? Nước trong xanh rất đẹp. Nhưng mà không biết có cá sấu ở đây không. Hình như ở dưới có kho báu vậy nè các bạn. Nhảy xuống coi coi. Wow. Đây là cái gì đây? Một cái tòa tháp mini ở dưới dưới sông này. Oh my god. Chúng ta đã hết hơi. Cái ba lô vật phẩm của mình cũng đầy luôn. Không có lụm được gì hết. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta là cái gì đây? Hả mọi người? Tút ở đây nè các bạn. Búp. Thôi, chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ phụ đi ha. Nhiệm vụ chính và một cái nhiệm vụ phụ cho nó đều nhau. Thì, để coi. Nhiệm vụ chết chóc. Còn đây là bài poker. Chúng ta sẽ làm một cái nhiệm vụ chết chóc đi. Rồi. Nhiệm vụ chết chóc là kiểu như chúng ta sẽ đi đánh nhau với tụi kia thôi chứ cũng chả có gì cả. Khoan, vô đây bán một ít đồ. Để cho cái kho đồ của mình nó thông thoáng cái. Nè bán nhanh nè. Sao bán được con cái vậy?
Ủa bán sao? Oh my god. Túi tiền đã đầy. Bởi vì chúng ta không thể bán luôn. Chuyến này chắc mình phải hack một bằng một cái kiểu ngược đời quá các bạn ơi. Đó là biết làm gì không? Hack từ đầy tiền thành hết tiền. Tức là chúng ta có 6.000, hack phát còn lại 0 đồng. Đó. Vậy nó mới chuẩn. Để không thôi mình đi mình thấy đồ nhưng mà mình không thể nào lụm được. Hoặc là có đồ mà chúng ta không thể bán được do là cái túi tiền chúng ta đã đầy rồi. Rồi chúng ta sẽ tới đây. Wow. Wow. Bể kính xe rồi. Chúng ta sẽ tiến thẳng tới lũ cướp đang làm cái trò gì đó ở cuối hòn đảo này. À, trời ơi, gọi đi hết được luôn. Mẹ, thì ra đây là một cái bẫy. Đã có rất nhiều xe lủi xuống nè các bạn. Mình cũng là một trong số đó nè. Mất dạy thiệt. Xe của mình nè. Trời ơi, chắc mấy người chủ xe này cũng giống như mình thôi. Thấy cái đường á, lủi xuống luôn. Má ơi. Rất may là chúng ta tới gần này. Ê, con gì? Con cọp. Mày hả cọp? Đứng lại mày. Đứng lại em bảo coi. Nghe nói da của em mắc tiền lắm phải không? Mày này. Chết này. Wow. Hiện tại thì túi vật phẩm chúng ta đã đầy cho nên là phải bỏ bớt. Bỏ bớt cái gì đây? Cái này bỏ đi. Hủy. Cái này hủy. Lá bài vớ vẩn hủy luôn. Mấy món này bán được nhiều tiền nè. Để lại. Hủy luôn. Lá thảo dược đỏ. Rồi. Lấy được rồi đó. Bộ da hổ về làm thảm lót giò cũng được lắm chứ bộ. Còn cái đầu này thì treo lên cái tường đó. Nhưng mà làm vậy thì rất đáng bị lên án nha các bạn. Tại vì hổ đang được bảo vệ mà. Ô. Oh. Wow. Chúng nó có 3-4 đứa luôn. Chúng ta sẽ lén đi sau lưng nó. Thập đích đó. Trời đá đánh lạc hướng nha. Đó. Phải trời đá nha, đánh lạc hướng nhiều nhiều vô. Mày. Chết. Im lặng. Không ai biết gì cả. Rồi quên nữa. Nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là phải giết thằng thủ lĩnh bằng dao. Trời ơi. Mình quên cái vụ này nữa. Mình cũng không biết thằng đó là thằng thủ lĩnh luôn. Phải giết thằng thủ lĩnh bằng dao nha các bạn. Còn mấy thằng lính quèn thì có thể giết bằng bất cứ mọi cái loại vũ khí nào. Lính quèn các bạn có thể làm gì thì làm. Nó đang rất là rối loạn do không biết mình đang ở đâu. Mày. Nó. Mày nè con. Ow. Mày này. Quá gọn.
Yeah, chúng ta đã xử gọn một cái căn cứ này của tụi nó rồi. Đây là một cái trại nhỏ thôi. Ok, cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này của mình nha. Và các bạn nhớ cho mình một like cũng như là đăng ký theo dõi channel này nhé. Rồi, bye mọi người.